Hello anh em, chào mọi người, em đã quay lại với channel của mình Suối Ca Tống Tài Trọng Sinh Tập 28 Liên Phun Bồ Nam Di Phòng mô tả nhé. Ớt cây này đúng là ngon thật đấy, vì cảm giác có tới bay hàng bán được rồi. Ta cảm thấy cũng như vậy, ngon thật đấy. Cơ hội hiếm có như vậy, con gái cũng nên đến thử đi nè. Đây có được xem là lần đầu tiên chính thức hẹn hò không ta? Hoàn toàn không giống như mình đang nghĩ. Hơn nữa tại sao lại là ba người hẹn hò chứ? À, thì phụ đạo của con tới đột nhiên có chuyện gấp rồi, bảo tới chăm sóc con gái con ấy một chút. Viết xong rồi nè, giấy tờ đã viết xong rồi. Giấy tờ viết cái gì vậy? À dì ơi, đây là quy quy của cô tiểu vụ đấy. Anh ơi, em đã biết quy quy của cô tiểu vũ rồi nè. Cô tiểu vũ. Ui cha, trung tâm kiến nghiệp à, xuống xe thì đi nhanh lên. Ôi đúng là sợ hai cái diêm vương này thật, phải nhanh xuống xe thôi. Wow, đúng đúc thật đấy. Người đâu, mua nhanh rồi đi, nơi này không có gì để đi đâu. Còn được, con dở gì mới ra ngoài được một chuyến, ăn một chút gì đó đi. Sau đó thì đi, thì nghĩ đi đâu. Tiêu Trọn ở bên kia vừa hay có kèm nè, chúng ta ăn cái gì đó đi. Sớm hàng giờ như vậy, đâu qua khác. Chị ơi, em muốn ăn kèm. Chị cũng muốn ăn. Hả? À, đúng là phục hai người rồi đó. Dĩ ha. À, lớn thì ngọt mà nhỏ thì đáng yêu. Chỉ có mình là khổ nhất thôi. Điều mua sắm với con gái đúng là chan thật đấy. Nghĩ kỹ mua bộ nào chưa? Vốn dĩ là muốn mua, nhưng sắp đến tháng 11 rồi, mấy bộ đồ đẹp này đều không mặc được. Cô cần mua đồ lạnh sao? Sắp tới không khí lạnh sẽ tràn về, quá thật là còn phải giữ ấm. Hay là tôi đưa cô đi xem đồ ấm nhé? À được. Hai vị à, có thể vào xem áo lồng mới của team chúng tôi, thiết kế mới nhất, vừa đẹp lại hợp mốt. Bạn gái của anh đẹp như vậy, up body công chuẩn nữa, quỳ đúng là may sẵn cho cô ấy rồi. Bạn gái, áo lông này có cả nam lẫn nữ, à chúng ta mới ngồi một cái thế nào? Tôi không thấy được, cô mua chiếc cầu là được rồi. Ôi, tôi thấy hai người nên mua một cái đi, đi ra ngoài đường mới giống một cặp được là xứng đôi chứ. À, thế thì tôi cũng mua một cái vậy. À, cậu thấy màu đẹp đẹp nhất. Cậu có khuôn mặt trai sồn, làn da trăng trẻo, ồng hào. Lúc thì cười má hồ lúm cái đồng tiền ngọt ngào. Màu hồng thì nhất là phù hợp nhất với cụ. Vậy còn cậu ấy? À, tôi lấy màu đen là được rồi. Vậy tôi thử quần áo trước, còn cậu coi chừng giấy tờ nhé. Hai người đúng là có mắt, nhìn đợt lệnh năm nay áo lùng rất khó mua đấy. Tháng 11 sẽ âm độ cũng không dám nghĩ đến. Mình nhớ năm một năm đó hình như nhiệt độ rất thấp. Lúc đó hơn nửa người trong lớp đều bị cảm sốt. Năm đó sao cô ấy có thể vượt qua được chi nhảy? Chỗ này của các cô có ship quần áo hay không? Hả? Ai cũng có, nhưng anh phải trả tiền mới được. Việc trả tiền trước không phải là vấn đề. Tôi cảm thấy cái màu xanh ngọc cũng rất được đó. Tôi muốn mua thêm một cái nữa, có điều phải bí mật. À, tôi biết rồi. Muốn cho bạn gái một sự bất ngờ, cho nên muốn giấu giếm cô ấy, có đúng không? Ui, bản thân mình không biết lấy cái lý do gì đây. Không ngờ cô ấy lại giúp mình tìm ra luôn. Cô đi lấy giấy bút đi, lát nữa tôi viết địa chỉ cho cô. À được. Tiết Trần, cậu cảm thấy thế nào? Wow, đẹp thì cũng đẹp đấy. Cũng xem như cậu có mắt nhìn. Cậu không muốn thử chiếc áo màu đen thế nào sao? Cậu rất muốn mặc áo đùi cùng với tớ sao? Vậy thì tùy cậu. Thế giới có người lớn phức tạp thật đó. Thảm áo sợ có đúng không? Báo điện của cô. Cảm ơn. Cửa hàng thương mại kiến nghiệp à? Ai gửi cho mình vậy nhỉ? Quà là một cái áo lông, còn có kèm bức thư nữa nè.
Hôm nay trời lạnh nhớ mặc bộ này. Nếu như tôi phát hiện cậu có mặt thì đừng hòng đi học được với tôi. Ở Trần Hán Thần. Đây là cảm giác yếu rồi có phải không?